Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về ở trên tay ở đây đó là một chiếc Cartier, và chiếc Cartier này là một dòng khá là đặc biệt cũng như là rất là đẹp của Cartier. Dòng này thì là một dòng lạ mà mình thường thấy là ít gặp tại Việt Nam, nó có tên là Clé, và mình sẽ cùng mở hộp ra và trên tay cho anh em xem. Nay thì mình sẽ thử để một cái mic ở đây để ví dụ như là mình có mở hộp thì các bạn có thể nghe rõ được cái tiếng ở tay mình. Đó, chúng ta sẽ có ở phía trong là một cái hộp Cartier màu đỏ như thường lệ. Phía dưới này thì mình sẽ có đó là sổ và sổ certificate của chiếc đồng hồ này. Chúng ta sẽ có ở đây là sổ certificate, và thông thường là các cái sản phẩm của Cartier trước đây là họ chưa có thẻ thì họ sẽ sử dụng cái certificate và đóng dấu của thương hiệu như này. Các bạn có thể thấy ở đây là mã của nó là WSCL0007, và date của chiếc này là 19 tháng 8 năm 2018 các bạn nhé. Thì ở chiếc này thì bảo hành hãng thì đã hết rồi, anh em mua thì bên mình sẽ bảo hành cho anh em, và thời gian bảo hành là 2 năm. Đó, mình sẽ cùng mở ra và trên tay. Chúng ta sẽ có ở đây đó là cái sản phẩm mà Cartier Clé mà mình muốn nói đến anh em. Tên đầy đủ của nó là Cartier Clé de Cartier và size 40mm. Chiếc này là sử dụng dây thép và nó có một cái thiết kế thân rất là đặc biệt. Ở phía dưới này thì còn một ngăn nữa, tuy nhiên là không còn gì cả, mình đã để ở dưới hết rồi. Mình sẽ cùng trên tay cho anh em xem. Nếu như anh em nào mà tìm kiếm một cái dòng của Cartier mà size 40mm thì đây là một sự lựa chọn hợp lý để cho anh em chơi. Bởi vì cái thân của nó thì được cấu tạo theo dạng cushion shape, tức là nó là sự kết hợp giữa nhiều loại, nhiều cái hình học. Như chiếc này thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có cái phần thân của nó là làm dáng thùng, đó, hay còn gọi là barrel. Và cái phần trên này của chúng ta thì sẽ là dial, thì sẽ là hình tròn các bạn nhé. Và bezel của nó thì cũng được làm với cái dáng thân rất là hay. Dáng thân nó làm khá là giống dáng của một con thuyền. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ làm hai phần bên này. Đó, và nó cong lại như này. Đó, bên hông của chúng ta thì sẽ có một viên là cabochon spinel màu xanh. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là cái kính của nó, kính sapphire của nó thì là nó lồi ở giữa, lồi rất là cao, nó tạo cho chúng ta một cái hình học của chiếc Clé này rất là đẹp. Đó, và chiếc Clé này thì phải nói là lên tay thì nó rất là ôm các bạn nhé. Đây, mình thử lên tay. Dây còn dài, dây còn phải là tay 19-20. Và khi đeo này, các bạn có thể thấy là nó ôm sát tay như này do cái cấu trúc của cái thân dáng thuyền. Đó, và nó cong về hai bên. Cho nên là chúng ta đeo chiếc này sẽ rất là dễ. Và với một chiếc Cartier Clé này, size 40mm, thì chiếc này thì tay anh em chỉ cần khoảng tay 15.5 là chúng ta đã đeo chiếc này rồi. Một chiếc đồng hồ rất là dễ đeo. Đó. Chiếc này của mình còn tình trạng còn khá mới. Và cũng có với cái tình trạng là từ năm 2018 rồi thì đại lý bên kia khi mà về thì cũng đã có spa lau dầu bảo dưỡng rồi, cho nên là anh em dùng có thể hoàn toàn yên tâm. Mặt số của chiếc đồng hồ này được làm rất là đẹp với hai lòng. Lòng trong của chúng ta thì sẽ có cái vân hoa clique, và các bạn có thể thấy là logo Cartier ở góc 12 giờ. Ở dưới chúng ta có dòng chữ là automatic, ngay phía trên là ô lịch ở góc 6 giờ thay luôn cho cọc số. Chúng ta sẽ có là ở đây là 11 cọc số là La Mã, và như thường lệ ở góc 7 giờ của chúng ta thì sẽ có chữ Cartier nhỏ ở trong cái logo, ở trong cái số La Mã 7 này. Đó. Lòng ngoài của chúng ta là lòng trơn, nơi chứa cái vòng chia 60 phút và 11 cọc số. Đó. Và lòng trong của chúng ta thì sẽ có cái vân hoa rất là đẹp. Chiếc này thì mình rất thích cái cấu tạo của phần thân và phần kính, cho nên là mình nói về phần này hơi nhiều. Bên phải thì chúng ta sẽ có một cái núm, và núm này được thiết kế khá lạ với hình chữ nhật. Để lên cót thì các bạn chỉ cần như này, các bạn vặn bình thường thôi. Và cái núm này thì nó có cơ cấu trượt rất là lạ các bạn nhé. Đó, cơ cấu trượt của chúng ta rất là lạ, và nó gần như là có cái nam châm, nó có một cái khớp tròn để khi mà chúng ta kéo vào là nó sẽ trượt vào luôn. Đó, và để chỉnh giờ thì chúng ta cũng chỉ cần là kéo ra mà chỉnh bình thường thôi. Đó, nó chỉnh bình thường thôi. Cái cơ chế trượt của nó sẽ khác so với cái núm của chúng ta, cho nên lúc đầu chúng ta cảm giác nó hơi trượt, nhưng mà nó là cơ cấu như vậy. Sợi dây đi kèm thì sẽ là sợi dây được thiết kế khá là công phu và đẹp. Nó cũng là chủ yếu là ba chỉ, với cái chỉ ở giữa này của chúng ta thì sẽ là phay sức dọc thân.
còn hai bên của chúng ta thì sẽ là những cái chỉ dây được đánh bóng, tạo cho chúng ta một cái độ bắt sáng rất là tốt. Ở đằng sau thì sẽ là bộ máy là 1847MC, bộ máy của Cartier. Bộ máy này là bộ máy là Automatic Movement các bạn nhé. Đó, nó ghi rõ đây là 1847MC. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có tổng cộng là 23 chân kính, có tần số là 28.800 tương đương 4 Hz. Và các bạn sẽ có là thời gian tích cóp là khoảng 42 giờ. Đó, bộ máy được hoàn thiện khá tốt với củ văng được làm vân thớ đầy đủ. À, chúng ta sẽ thấy những thông tin khác ở phía mặt sau. À, chiếc này thì sẽ có độ chống nước là khoảng 30m đủ dùng. À, khóa là khóa gập đôi vào giữa. Chúng ta sẽ gập đôi vào giữa như này. Và phần đuôi khóa thì nó sẽ không làm logo để tạo thành giống như là chúng ta đeo một cái lắc tay vậy. Đó, còn khi mở thì chúng ta chỉ cần là giật nó lên thôi. Và cái logo Cartier thì được họ khắc ở giữa này. Đó, các bạn có thể thấy rất là rõ. À, chiếc đồng hồ này có giá retail cũng khá là hợp lý với một thương hiệu như Cartier và chất liệu của nó là chất liệu thép. Chiếc này có giá retail là 5.950 đô la Mỹ. Nếu tính ra thì nó khoảng tầm 150 đến 155 triệu. Tuy nhiên với một chiếc khóa sử dụng như chiếc này thì hiện tại thị trường đang dao động trong khoảng tầm 6x đến 7x. Nó sẽ có giá 7x nếu như date nó mới hơn. Còn như chiếc này của mình thì hiện tại là bên mình đang bán với giá là 69 triệu. Thì anh chị em nào mà thích chiếc Cartier Clay này thì anh em có thể liên hệ iSet theo thông tin phía bên dưới video để chúng ta có thể là mua và giao dịch cái sản phẩm này. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.